Rồi cái Cái shop này này là đây là cái công tắc ô tô nè. Nó là nếu mà ô tô để ở vị trí ô tô á, thì khi mà có tín hiệu thì nó mở nguồn lên, và khi mà không có tín hiệu thì tự động nó tắt. Thì có thể là để ô tô cũng được, off cũng được nha. Thì off đi, tức là có lúc nào nó cũng có nguồn. Và nút tắt mở nguồn ở trước nè, đây nút tắt mở nguồn nè, cũng nên là có cái đèn xanh nè. Rồi đang để vị trí là lúc nào nó cũng có nguồn thì mình mở chung với lại CB cái dàn âm thanh, thì để off đi. Rồi ở trên đây là tín hiệu vô nè, ngõ in nè, là xài 1 giây thôi. Rồi ở đây là nó sẽ có hai cái volume. Đây là cái lever, lever tức là dạng súp lớn nhỏ nè, thì để vị trí là nhỏ nhất xong rồi mình tăng lên từ từ thôi. Rồi đây là tần số, đây là tần số bass mềm, bass cứng. Ví dụ như nhạc karaoke thì mình nhích lên chút xíu, còn nghe nhạc vàng thì giảm lại xíu thì bass nó mềm hơn. Đó, để đây thì bass nó tưng lắm, nên mình chỉnh vừa 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 thôi, tùy theo thể loại nhạc mình để. Còn cái pha này là khi mà nó mở lên, mình nghe tiếng bass của loa chính với lại loa sub này. Nếu mà hai cái loa nó không nhập vô nhau á, thì mình gạt qua gạt lại, gạt ở vị trí nào mà tiếng bass nó hay nhất thì để. Này là vị trí nào cũng được, tùy theo cái âm thanh nó hay ở vị trí nào thì mình sẽ để. Rồi con này là điện nè, điện 100V nha. Con này là công suất là 100W thôi, công suất điện nó là 100W thôi.